Dạ, Nam Mô Bích Thầy á. Dạ, tôi đọc tràng. Dạ, cảm ơn cha Phong Lan. Nam Mô Bích Thầy á, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Tăng. Dạ, con thành kính đảnh lễ tường tận minh hạnh cùng chư Tôn Đức. Con kính lễ quý bà, quý cô Tôn Nữ, kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ, thưa, hôm nay là ngày thứ Bảy, 27 tháng 11 năm 2021 dương lịch, cũng là nhằm ngày 23 tháng 10 âm lịch năm Tân Sửu. Nghi thức truyền thọ giới Pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Dạ, con kính mời quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng con tắc bạch xin giới. Nam Mô Bích Tha. Dạ, thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Ukka sammayang pante tisarane nasaha atthangasamman nagatang upo satthang yacchama dutiyam bimayang pante tisarane nasaha atthangasamman nagatang upo satthang yacchama tatiyam bimayang phante tisarane nasaha atthangasamman nagatang upo satthang yacchama. Ngưỡng bạch chư Tôn Đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con, và chúng con thành kính cung thỉnh thường tọa minh hạnh. Nam mô Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng ứng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Nam mô Tathāgata Arahato Sammāsambuddhassa. Nam mô Tathāgata Arahato Sammāsambuddhassa. Nam mô Tathāgata Arahato Sammāsambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Saraṇaṃ gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Sangham saraṇaṃ gacchami, đệ tử nguyện quy y Tăng. Sangham saraṇaṃ gacchami, đệ tử nguyện quy Tăng. Dutiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchami, lần thứ hai để nguyện quy y Phật. Dutiyambi
Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Dutiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp. Dutiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng. Dutiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng. Tatiyambi Buddhang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyambi Buddhang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tatiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng. Tatiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng. Banati Bata Veramani Sikkhapadang Sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Banati Bata Veramani Sikkhapadang Sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinadana Veramani Sikkhapadang Sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinadana Veramani Sikkhapadang Sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Abrahmacharya Veramani Sikkhapadang Sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Abrahmacharya Veramani Sikkhapadang Sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musawada Veramani Sikkhapadang Sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musawada Veramani Sikkhapadang Sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura Merayamachapama Dathana Veramani Sikkhapadang Sammadhiyami,
Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Supra me jayama chappama dathana we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vika la vô jana we ramani sikha ba đăng sắc ma đi ya mê. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vika la phu chana we ramani sikha ba đăng sắc ma đi ya mê. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Natcha gita wadita visu karasana mala ganthabine taha tharana mandana vifu sanathana veramani sekha badang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Nakcha gita wa dita wisu kanasana malagan tawile panatha janamandana wifu sanatana we jamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ocha sena maha sajana we ramani sekha badang sama diyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang. Ucha sayana maha sayana we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tòa cao sang. Imang athang gassamman nagatang puthapang nyatang uposathang imang charatin imang chadivasang sammadeva afirakitum sammadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bà quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani attha sikha badani uposasi valasena iman jaratan iman jadivasang satukang katwa apamadena sama rakitapang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì đoạn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. Amaphante, chúng con xin thành kính phụng hành. Silena sugatan yanti, silena phu sambada, silena niputan yanti, tasma silang viso ta ye. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh, là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Xa thủ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật
Tát thành thắng duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng Bảo tình thanh, nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên, gieo năm vóc trọn niềm sa môi, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng Bảo đức lành từ dung. Bằng quả tu sắp bằng mang ra lăng rạc khăn tu sắp bê đê quả ta sắp bằng bụt đà nụ khá quê nà sà đà sò thí vô quanh tu tê. Bằng quả tu sắp bằng mang ra lăng rạc khăn tu sắp bê đê quả ta sắp bằng hàm mà nụ khá quê nà sà đà sò thí vô quanh tu tê. Bằng quả tu sắp bằng mang ra lăng rạc khăn tu sắp bê đê quả ta sắp bằng sáng khá nụ khá quê nà sà đà sò thí vô quanh tu tê. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quá của tâm tịnh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai, Nam Mô Bụt Thầy. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Là sa thú, con kính cảm ơn cô Tịnh Hạnh. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trời Siêu, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng cùng chư tôn đức. Và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh và kính cảm ơn Sít Quệ Ngọc và con kính cảm ơn cô Tịnh Hạnh. Nam Mô Bụt Thầy. Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Dhamma trên mạng Internet qua Pantalk, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 PM tối, Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021, Phật lịch 2565. Bài học hôm nay: môn học kinh tương ưng Samyutta Nikaya chương 3, tương ưng Kosala phẩm các ngoại đạo, bài 1, kinh tuổi trẻ Dahara Sutang. Người trí biết nhìn xa hiểu rộng sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Tiếp theo chương trình, chúng con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập cho nội dung bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tân cùng chư tôn đức có mặt trong rừng. Trân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử, kính thưa quý vị. Bài kinh hôm nay có cái danh từ
Dahara. Chữ Dahara đó chúng ta phải biến chuyển để hiểu cái chữ Dahara. Nếu mà chúng ta hiểu theo một nghĩa là tuổi trẻ, thì như vậy khi mà Đức Phật Ngài nói lên bốn cái điều đa rán thì chúng ta khó có thể chấp nhận được cái văn tự đó. Cái chữ đa rán nó còn có nghĩa là non nớt, nhỏ nhoi. Một vị hoàng tử trẻ thì chúng ta dễ hiểu rồi. Một vị sa môn trẻ thì chúng ta cũng dễ hiểu. Nhưng mà con rắn trẻ hay là một đốm lửa trẻ thì nghe không được so với tiếng Việt của chúng ta. Do đó cho nên ở đây chúng ta phải biết là con rắn nhỏ, chứ tức là con rắn mới sanh chưa có trưởng thành. Một đốm lửa nhỏ thì như vậy ở đây đó, lời dạy xúc tích của Đức Phật đã dạy cho Đức Vua Pasenadi biết cái điều quan trọng là phải nhìn xa hiểu rộng. Hơn là chỉ dựa trên quan niệm thường tình. Khi mà vua Pasenadi lần đầu tiên gặp Đức Phật, thấy Đức Phật tuổi còn trẻ, nhưng mà khi nói chuyện Ngài tự nhận là một vị chánh đẳng chánh giác, thì vua mới nói rằng là sáu cái vị giáo chủ của sáu đại môn, của lục đại môn phái đã niên cao lập trưởng, mà khi được vua hỏi có phải là vị chánh đẳng chánh giác hay không thì họ vẫn không dám tự nhận như vậy. Thay vì Đức Phật Ngài trực tiếp Ngài nói đến bản thân của Ngài, thử đây Ngài đã nêu lên bốn thứ cần cẩn trọng. Là một vị hoàng tử trẻ, con rắn nhỏ, đốm lửa nhỏ, vị sa môn trẻ, không nên xem thường vì nó là trẻ, nhỏ. Nhưng mà rõ ràng là Đức Phật Ngài nói lên điều này đã thuyết phục được nhà vua với hai điểm. Ngài khách quan mà nói, chứ Ngài không có tôn vinh cá nhân bản thân Ngài. Thứ hai nữa là Ngài nhắm vào cái tâm lý. Bản thân của vua có tài nên đã lên ngôi từ thời niên thiếu. Thì khi nghe Đức Phật Ngài trình bày là một cái vị Sắc Đi Lị trẻ tuổi
không nên coi thường vì có thể trở thành một vị vua. Chính ở hai điểm này đã thuyết phục được đức vua, và vua Vasenadi đã quy y Tam Bảo. Hôm nay bài học này chúng ta sẽ nghe Thượng Tọa Pháp Tân, vị giảng sư hôm nay sẽ giảng giải. Bây giờ thì xin mời ông Hùng Lan đọc cho kính thưa. Sau đó xin trình chánh giảng sư Nam Mô Bổn Sư Thầy. Sa thú lành thai, con thành kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã dẫn nhập cho nội dung bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn Sĩ Khoa Nguyệt. Bài 10 Kinh Tuổi Trẻ, Dahara Suttang, người trí biết nhìn xa hiểu rộng, dẫn nhập. Một trong những nguyên nhân gây họa trong đời người là sự bất cẩn với những điều nghĩ là nhỏ nhoi nhưng thực tế thì không phải vậy. Bài kinh này ghi lại giai thoại thú vị khi vua Vasenadi Ba Tư Nạc gặp Đức Phật lần đầu tiên. Nhà vua cùng tuổi với Đức Phật, năm đó Đức Phật khoảng 42 tuổi và vừa đến hoằng hóa ở kinh đô Savatthi, vương quốc Kosala. Nhà vua đến trong tư cách của một vị khách viếng, hơn thế nữa là vị vua trong vương quốc. Khởi đầu câu chuyện, nhà vua đem vấn đề tuổi tác như thước đo trình độ tu chứng. Đức Phật trả lời về bốn điều không nên xem thường chỉ vì trẻ hay bé nhỏ. Đó là vị hoàng tử trẻ, con rắn nhỏ, đốm lửa nhỏ và vị sa môn trẻ. Lời dạy xúc tích của Đức Phật đã dạy nhà vua điều quan trọng phải nhìn xa hiểu rộng sự việc hơn là chỉ dựa trên quan niệm thường tình. Có hai điểm mang sức thuyết phục lớn đối với nhà vua. Một là Đức Phật nêu lên bốn thứ cần cẩn trọng, chứ không chỉ tôn vinh cá nhân, rõ ràng mang tính khách quan. Hai là nhà vua bản thân có tài lên ngôi từ khi niên thiếu, nên nhanh chóng biết rất rõ những gì Phật dạy. Kinh văn, như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Xá Vệ Chê Tá Quá Ná thắng lâm tại vườn ông Anathabindika cấp cô độc. Rồi vua Vasenadi Ba Tư Nạc nước Kosala Kiều Tát La đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua Vasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama, có tự cho mình đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác không? Thưa đại vương, nếu có ai thể nói một cách chân chánh là mình đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, thời người ấy phải chính là ta. Thưa đại vương, ta đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thưa tôn giả Gotama, có những vị sa môn bà la môn là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái được quần chúng tôn sùng như ngài Purana Kassapa, Maggali Gosala, Nigantha Nataputta, Sanjataya, Belathiputta, Kakutha, Kachayana, Ajita, Kesakambala. Khi con hỏi các vị ấy có xem là đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác không, thời họ đã lời không tự xem mình đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy làm sao tôn giả Gotama trẻ tuổi, sanh sao đẻ muộn và chỉ mới xuất gia lại tự cho mình như vậy? Thưa đại vương, có bốn loại trẻ tuổi không nên khinh thường hay không nên miệt thị vì họ là trẻ. Thế nào là bốn? Thưa đại vương, khách tí giá trẻ tuổi không nên khinh thường hay không nên miệt thị vì họ là trẻ. Thưa đại vương, con rắn trẻ tuổi không nên khinh thường hay không nên miệt thị vì chúng là trẻ. Thưa đại vương, ngọn lửa trẻ tuổi không nên khinh thường hay không nên miệt thị vì chúng là trẻ. Thưa đại vương, tỷ kheo trẻ tuổi không nên khinh thường hay không nên miệt thị vì họ là trẻ.
Hiệu Đính, thưa đại vương, không nên mạo phạm một sắc đế lỵ niên thiếu vì xem thường là tuổi trẻ. Thưa đại vương, không nên đùa với con rắn nhỏ vì xem thường là chưa đủ lớn. Thưa đại vương, không nên bất cẩn với đốm lửa vì xem thường là nhỏ nhoi. Thưa đại vương, không nên xúc phạm tu sĩ trẻ vì xem thường là non nớt. Thưa đại vương, bốn loại trẻ tuổi này không nên khinh thường hay không nên miệt thị vì chúng là trẻ. Thế Tôn nói như vậy, nói xong bậc Thiện Thệ lại nói thêm như sau: Sanh dòng sát đế lỵ thuộc quý tộc danh xưng, chớ khinh thường là trẻ, chớ miệt thị là nhỏ. Vị sắc đế lỵ ấy đến thời lên ngôi vua làm chúa tể loài người, trị vì cả quốc độ. Vị ấy nếu phẫn nộ dùng vương phạt gia hình, ai bảo toàn mạng mình, hãy tránh né vị ấy. Bản Hiệu Đính, chớ xem thường mạo phạm vì cho là trẻ tuổi với hoàng tử dòng vua, vì khi nói ngai vàng với vương quyền thịnh nộ sẽ gia hình khốc liệt, do vậy hãy cố tránh bảo vệ mạng sống mình. Ở làng hay ở rừng có thấy rắn bò qua, chớ khinh thường rắn trẻ, chớ miệt thị rắn nhỏ, cao thấp hình sai biệt. Rắn sống đầy nhiệt khí, bị tấn công nó cắn, kẻ ngu cả nam nữ, ai bảo tồn mình, hãy tránh né loài rắn. Bản Hiệu Đính, chớ xem thường đùa giỡn vì cho là nhỏ nhoi. Khi thấy con rắn nhỏ trong làng hay trong rừng với màu sắc đậm nhạt, có thể độc hung hăng, tấn công cắn kẻ ngu, bất luận nam hay nữ, do vậy hãy cố tránh bảo vệ mạng sống mình. Lửa cháy đầy khát vọng, lửa đốt thiêu đốt cháy, chớ khinh thường lửa trẻ, chớ miệt thị lửa nhỏ. Lửa được đồ bén cháy, liền cháy to cháy lớn, bị tấn công lửa đốt, kẻ ngu cả nam nữ, ai bảo tồn mạng mình, hãy tránh né lửa cháy. Bản Hiệu Đính, chớ xem thường bất cẩn vì nghĩ đốm lửa tàn. Khi gặp thứ dẫn lửa bùng cháy, cháy mãnh liệt, áp đảo thiêu kẻ ngu, bất luận nam hay nữ, do vậy hãy cố tránh bảo vệ mạng sống mình. Khu rừng bị lửa đốt thiêu đốt cháy, sau nhiều đêm và ngày rễ mầm lại mọc lên, còn tỷ kheo trẻ giới nồng cháy với nhiệt tình, nhưng không con không cái, không của cải truyền thừa, không con không thừa tự như thân cây ta la. Bản Hiệu Đính, chớ xem thường xúc phạm vì cho là non nớt. Tu sĩ trẻ thanh tịnh, nếu rừng bị lửa đốt cháy thiêu rụi tất cả, tuy vậy đêm ngày qua chồi được mọc trở lại, nhưng như ta la đứt ngọn thì không thể hồi sinh. Năng lực của giới hạnh thiêu đốt kẻ xúc phạm, khiến người ấy không còn không con, không vợ, không gia súc, không hưởng của thừa kế, cũng không người thừa tự. Do vậy, người hiền trí tự thấy hạnh phúc mình. Đối với rắn và lửa, danh xưng sát đế lỵ, vì tỷ kheo trì giới với bốn vị kể trên, hãy biết cách cư xử chân chánh và tốt đẹp. Bản Hiệu Đính, do vậy bậc thiện trí vì lợi lạc của mình luôn ứng xử thích hợp với hoàng tử cao trọng, rắn độc ngọn lửa bùng và tu sĩ tịnh giới. Khi nghe nói như vậy, vua Bhasenadi tức Cô Sa La bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thai bạch Thế Tôn, thật vi diệu thai bạch Thế Tôn. Như người dựng đứng lại những gì quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, quy y chúng tăng, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Thích Văn: Khách tí dần và tí sầm bà năng, sắc đế lỵ thiện sanh, người xuất thân dòng dõi vua chúa chính thống.
á phi già tầng á giá sách xí năng. Địa vị cao tiếng tâm nên được hiểu là người ở vị thế nói ngôi. Đá há rồ tí nà quá già này giá, không nên xem thường là trẻ tuổi. Ná nằng pá rí phá quê ná rồ, không nên mạo phạm vị ấy. Thà nhàn hí sô mà nú dình đồ, bởi vị đại nhân ấy. Rá dằn lá thà ná khát tí dô, có thể thừa kế vương vị. Sô cút hồ ra giá đà đành đề ná, vị ấy thịnh nộ và gia hình với vương quyền. Tasmin bắt cá má nề pu sằng với mức độ khốc liệt. Tasma tăng pá rí hòa dề giá, do vậy hãy cố tránh. Rắc khăn di quý tá mát tá nồ, bảo vệ mạng sống của mình. Gà mề và giá đi và ràn nhề, dù trong làng hay trong rừng. Giá thà bá xề phú dàn gá măng, ở đâu thấy con rắn. Đá rồ tí nà quá già này giá, không nên xem thường vì nhỏ bé. Ná nằng pá rí phá quê ná rồ, người không nên đụng tới. Ú trà vá xề hí hoà nề hí, nhiều màu sắc đậm nhạt hay nhiều khoan. Ú ra gồ chá rá tí tề giá xì, rắn trường uống hung hãn. Sô à sá già đầm xề bà lằng, tấn công cắn kẻ ngu. Ná rằng nà rình chá ê cá đà, bất luận nam hay nữ. Tasma tăng pá rí hòa dề giá, do vậy hãy cố tránh. Rắc khăn chì quý tá mát tá nồ, bảo vệ mạng sống của mình. Pá hù tắc pá khăn già lít năng, lửa thiếu rụi mọi thứ. Bà quá cằn cành há quá tá mịt quá tá nìn, lửa cháy xen đường đi. Đá há rồ tí nà hòa già này giác, không nên xem thường đốm lửa nhỏ. Ná nằng pá rí phá quê ná rồ, người không nên đụng tới. Lá thà hí sô ú bà đá nằng, nếu được thứ dẫn lửa. Má hà hút tòa ná bà vác cồ, sẽ thành đám cháy lớn. Sô à sá giá đá hề bà lằng, áp đảo thiêu kẻ ngu. Ná rằng nà rình đá ê cá đà, bất luận nam hay nữ. Tasma tăng pá ri quá dày giá, do vậy hãy cố tránh. Rắc khăn chì quý tá mát tá nồ, bảo vệ mạng sống của mình. Quá năng giá đà ghi đá hát tí, khi lửa đốt cháy rừng. Bà quá cồ cành cá nhà quá tà ní quá tá nì, lửa thiêu đen lối đi. Già dành tí tá thá bà rá, rồ hà tròi được mọc trở lại. Á rồ rá tà ná mát chá về, với đêm ngày trong qua. Dành chắc khô xì lá xàm bà nồ, pít khú đá hát tí tề giá xà. Những bậc giới hạnh thanh tịnh tu sĩ là lửa đốt cháy người xúc phạm. Nà tá sá bút tà bá sá dồ, đà già đà quyền đá rề tháp năng, khiến người ấy không vợ con gia súc, người thừa tự không hưởng được củ cải. Á ná bát trà á đà già đà, không người nói giỏi, không kẻ kế thừa. Tà là giá thù phá hoàn tề, người ấy như cây ta la bị chặt ngọn. Tasma hi bàn đi tô bồ sô, do vậy người có trí. Sầm bát sần á tha mát ta nồ, biết nghĩ đến sự lợi lạc bản thân. Phú già gá măng bà quắc cành chá khát tí dành chá,
yas sas sinang bit hun cha sila sampanang. Với con rắn độc, ngọn lửa bùng cháy, vị sắc đế lị cao trọng và tu sĩ giới đức trang nghiêm, không kể tuổi tác lớn nhỏ. Samadewa Samachareti luôn ứng xử thích hợp. Thích nghĩa: bài kinh này không khó hiểu về nghĩa nhưng khó dịch về văn. Chữ Dahara là có nghĩa là trẻ, niên thiếu, nhưng những từ này chỉ có thể áp dụng với con người, còn với rắn, với lửa thì phải hiểu là con rắn còn nhỏ nhưng cũng có độc, và đốm lửa nhỏ vẫn có khả năng tạo thành đám cháy lớn. Do vậy lời dịch cần linh động để ý và lời được suông tai. Ý nghĩa phải được dịch dựa trên ý chung của bài kệ, chứ không thể lấy theo từng câu và thứ tự trước sau của các câu, vì dịch sát lời thì lệch ý. Khi nói lên kệ ngôn này, Đức Phật đã dùng cách diễn tả rất đẹp theo mỹ từ Pháp với những điệp ngữ, nên khi dịch thì đưa lên câu đầu hai mệnh đề, không nên xem thường, vân vân, vì cho là tuổi trẻ hay nhỏ nhoi, nhỏ bé, hay câu kết của mỗi bài kệ cũng trùng điệp. Lưu ý, bài kệ thứ tư nói về vị tỳ kheo trẻ tuổi của bản dịch tiếng Việt rất sai với chánh kinh, xem thêm phần thích văn. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu hiệu đính và biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Giác Đẳng. Dạ, con đã đọc xong phần chánh kinh. Sau đây chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng cho nội dung bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sân Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, bậc giáo pháp và tăng chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tề Tri, Đại Đức Tề Đức, Sư Niêm Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cái bài học hôm nay đó là kinh tuổi trẻ với cái tựa đề là người trí cần phải nhìn xa, biết rộng, hiểu rộng. Ở đây đó thì chúng ta đã nghe đọc qua cái phần chánh kinh, cái câu chuyện mà xảy ra là khi mà Upasenadi, tức là Upa-tư-nạn, đã đến kính viếng Đức Phật. Thì mà kính viếng Đức Phật rồi đó thì bởi vì Đức Phật á, thì khi mà chúng ta đọc ở trong tiểu sử thì đã nghe biết là được biết là Đức Phật này thành đạo năm 35 tuổi. Và cái câu chuyện xảy ra ở đây đó là lúc đó Đức Phật độ khoảng 42 tuổi. Như vậy chúng ta thấy khoảng độ khoảng 7 năm sau, sau khi Ngài giác ngộ. Thì khi mà Đức Vua Ba Sena Đi đã nói rằng Đức Vua đã từng đến diện kiến các cái vị mà giáo chủ ngoại đạo. Mình gọi là ngoại đạo vì không phải là trong Phật giáo, không phải là đệ tử của Phật. Những vị này là những vị mà có những cái thành tựu nhất định ở trong các cái vị đó theo cái quan điểm chung. Và những vị này là có những cái tuổi tác là lớn hơn Đức Phật. Lúc bấy giờ thì Đức Phật mới có 42 tuổi đời. Vậy theo cái nhìn của vua Ba Sena Đi đó, thì khi mà Upasenadi đến đảnh lễ, đến diện kiến Đức Phật và cũng như là diện kiến các vị giáo chủ này và các vị này đó, thì không có ai cho mình là tự nhận mình là
chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong khi Đức Phật thì Ngài đã xác nhận là Ngài là một vị chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái điều này đó là khiến cho Martin đặt một cái suy nghĩ. Cái suy nghĩ có lẽ là trong tâm tư của vua Ba Tư Nạc, ví dụ Ba Sê Mê Đí đó, có một cái suy nghĩ là từ ở Đức Phật còn nhỏ, giống như ngoài đời chúng ta nhìn vào một cái người mà còn nhỏ tuổi đó, thì nếu chưa tiếp xúc, chưa có từng là sống chung, chưa có từng thấy người ta thể hiện cái khả năng của người ta đó, thì mình cũng không biết được cái khả năng của người đó như thế nào. Nhưng mà nếu như một người trẻ tuổi thì cái độ tin cậy của một cái người đó cho những cái người khác đó, làm cho người khác tin cậy thì tin tưởng để mà khả năng của cái người đó thì khó hơn, khó hơn. Thì Đức Phật này biết được cái suy nghĩ của Vua Ba Tư Nạc, trong khi những cái giáo sĩ giáo, những cái vị giáo chủ, sáu vị giáo chủ trước đó đó, mà ở đây chúng ta biết đó là từ những vị này cũng là có những cái tiếng tâm, có những cái tiếng tâm ở trong cuộc đời này, nhưng mà rồi đó thì những vị này họ cũng không tự xưng họ làm vị chứng của thượng chánh đẳng giác, trong khi Đức Phật thì Ngài này xác định được Ngài là vị chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì nhân cái việc mà có một cái suy nghĩ cũng như là một cái ngờ vực từ vua Ba Tư Nạc đó, thì Đức Phật Ngài mới giải thích ở trong bốn cái trường hợp mà chúng ta nghe trong cái nội dung của bài kinh cũng rất là dài. Khi Đức Phật khi vua Ba Tư Nạc đã đến viếng Đức Phật, thì Đức Phật Ngài mới nói rằng có bốn cái đối tượng, bốn cái đối tượng mà không thể xem thường. Mà như nãy giờ chúng ta đã nghe Thượng tọa Tệ Siêu nói cái từ Dahara đó. Dahara. Tức là ở đây đó là chỉ cho một cái đứa trẻ, đứa trẻ. Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy trẻ thì nó là người thì nó trẻ được. Nhưng mà con rắn thì cũng không thể nói trẻ, hay là ngọn lửa không thể nói trẻ. Mà có thể nói nó là ngọn lửa nhỏ, đốm lửa nhỏ, hay là con rắn nhỏ, chứ không nói con rắn trẻ, hay là một vị sa môn trẻ thì cũng có thể được, hoặc là một vị thái tử hay là hoàng tử trẻ thì cũng có thể được. Nhưng mà đốm lửa hoặc là con rắn thì chỉ nói là nhỏ, con rắn nhỏ, hay hoặc là cái đốm lửa nhỏ. Thì Đức Phật Ngài nói rằng không có nên xem thường bốn cái đối tượng này, tuy là còn nhỏ. Thí dụ bây giờ một cái đốm lửa nhỏ đó mình coi thường cũng không được. Rồi là một vị hoàng tử khi còn nhỏ mà mình khen thường cũng không được. Rồi là một con rắn nhỏ cũng không xem thường được, cũng như là một vị sa môn nhỏ cũng không thể xem thường được. Ở đây đó thì người ta nói một cái câu rằng có nên con mới được làm cha. Nếu mà ai ở ngoài đời thì rõ ràng là khi mà mình được là được cha mẹ mình sinh ra, ban đầu mình là những đứa bé trai hay là những đứa bé gái, lớn lên trở thành một thiếu nữ hay là một cậu thanh niên, rồi mình bắt đầu là lập gia đình, trở thành một cái người trưởng thành lập gia đình, rồi mình mới sinh con ra. Thì trước đó thì mình làm con của cha mẹ mình, sau đó thì mình có gia đình thì mình mới sinh con mình được. Thì là như vậy, nếu mà mình được làm cha hay được làm mẹ thì dĩ nhiên trước đó mình làm con, trước đó làm con. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng là với cái đời sống này, với cái một bậc trí đó, thì những cái vị mà trí trong cuộc đời này đó thì có thể nói là nhìn xa trông rộng, nhìn xa trông rộng.
những vị đó không thể nói rằng nhìn thấy một gì đó trước mắt, mà hoàn toàn là có những cái mà nhìn ở hiện tại mà suy đến tương lai, dự đoán ở tương lai. Đó là một cái người mà nhìn xa trông rộng, nhìn xa trông rộng. Cũng như là một cái người tu đó, thì đặc biệt đó là một cái người tu cũng phải cần nhìn một cái vị đó mà chúng ta không thể nói rằng cái đó là duy nhất, mà chúng ta nhìn bằng một cách nhiều nhiều chiều, tức là đa chiều khác nhau. Và cuối cùng thì chúng ta có một cái kết luận đó, để rồi chúng ta mới đúc kết được một cái gì đó thật sự là tương đối là chính xác. Chứ còn chúng ta nhìn ở một chiều nào hay là nhìn trước mắt á, thì cái việc đó nó có thể là mình thấy rằng đúng trước mắt, nhưng mà rồi về sau đó nó không thể nào mà đúng hoàn toàn được. Do vậy đó thì cái đó nó cũng chưa phải là hoàn toàn chính xác. Cái cuộc tu của chúng ta đó thì rõ ràng là cũng từ ở cái bắt đầu bước chân chập chững, bắt đầu bước chân chập chững để vấn thân vào trong một cái đời sống tu tập đó, thì chúng ta cũng phải trải qua từ mọi cái việc mà chúng ta dễ làm, dễ thực hành, cho đến những cái việc mà khó làm, khó thực hành, chúng ta cũng lần lượt đi qua như vậy. Rồi chúng ta càng đi sống càng nhiều với cái thời gian đó, thì chúng ta có những cái trải nghiệm, rút ra những cái trải nghiệm trong bài học, cho bài học chính mình, thì đó mới là cái sự trưởng thành trong từng giai đoạn, trong từng giai đoạn. Còn nếu chúng ta không rút ra những cái bài học trải nghiệm cho chính mình, thì mình cũng không thể nào trưởng thành trong từng giai đoạn. Ở đây đó, thì cái bài kinh này á, thì Đức Phật Ngài nói chúng ta nghe cũng rất là dễ hiểu, không có khó. Đầu tiên đó là Đức Phật Ngài nói rằng là cái vị hoàng tử nhỏ đó, không có nên xem tượng. Ở trong cái chế độ phụ huệ, chúng ta thấy rằng là các cái nước Đông Nam Á hay các nước châu Á phần lớn là cho tới bây giờ, xưa kia thì có những cái dân tộc hay là có những cái chủng tộc mẫu hệ, nhưng mà rồi đó thì phần lớn là chúng ta ảnh hưởng từ ở cái phong tục tập quán văn hóa của Trung Hoa. Do vậy thì người ta đặt nặng về vấn đề phụ hệ, tức là liên quan đến cái người cha. Thì ví dụ như là một người mà sanh trong dòng dõi vua chúa đó, ngày xưa người ta nói là lập con trưởng, không có con trưởng thì lập con thứ, vân vân. Thì khi mà ông vua không có con á, ông sinh con ra, và đặc biệt là con trai ấy, thì sẽ kế thừa dòng tộc, con trai là sẽ kế thừa dòng tộc. Thì nếu mà không trưởng thì thứ, nếu mà không có con trưởng để kế ngai vàng thì là sẽ lập con thứ, lập con thứ để làm ngai vàng. Thì thường thường đó là nhiều khi rồi một vị vua thì có 5-3 người con, cũng có rất là nhiều con, nhưng mà có thể chọn ra một con nào, một đứa con trai nào đó để nó có đủ cái phẩm chất, hay nó có đủ cái tố chất để mà nó trở thành một vị vua, đặc biệt là như vậy. Thì ví dụ như là chúng ta biết rằng trong lịch sử, chúng ta nhìn lại ở nước Việt Nam cũng như là các cái nước lân cận, chúng ta nhìn lại thì nếu đã là sanh làm một hoàng tử thì hoàng tử thì cũng không phải là hoàng tử nào cũng có thể làm vua được, bởi vì vua thì chỉ có một thôi. Nhưng mà vì nào mà giới theo truyền thống thì trưởng hoặc là thứ, rồi không trường thứ thì có cái khả năng năng lực riêng đó. Cũng như là trong đọc, chúng ta đọc ở trong cái đoạn kinh này, cái bài kinh này, thì chúng ta thấy một điều là Đức Phật căn dặn một điều, đó là không có nên căn dặn với vua Ba Tư Nạc đó, là không có nên xem thường một cái bốn cái đối tượng đó, tức là một vị hoàng tử nhỏ,
một đốm lửa nhỏ và một con rắn nhỏ, cũng như là một cái vị sa môn nhỏ, sa môn trẻ. Thì cái thứ hai nữa là Phật muốn nói rằng một cái người mà có khả năng như là Vua Ba Tư này, có những cái phẩm chất của một vị vua, phẩm chất của một vị vua, khi mà có cái năng lực riêng, tức là phải có cái sự thông minh, có cái sự hiểu biết, rồi có cái khả năng riêng, có cái những cái chuyên môn riêng, do vậy thì mới có thể là làm vua được, mới thể làm vua được. Thì cũng như vậy, khi mà mình nhìn vào một cái vị hoàng tử cũng vậy, một vị hoàng tử, khi đó là chúng ta biết rằng là vị hoàng tử tuy là thấy nhỏ như vậy, bởi vì được giáo dục, được trưởng thành ở trong cái hoàng cung, được giáo dục theo cái được giáo dục và cái cách ứng xử ở trong hoàng cung đó, cho nên là ít nhiều cũng có những cái phong thái, ít nhiều cũng có cái phong thái của một vị hoàng tử, của một vị hoàng tử. Thì khi mà cái vị mà hoàng tử đó đó, mà nếu được mà giống như là vua cha để mà ấn tín cho, để mà cái vị hoàng tử đó sẽ làm hoàng tử giống như mình, sẽ làm vua, giống như chúng ta đọc là nói là làm lễ quán đảnh, làm lễ quán đảnh là một trong cái nghi thức để trở thành một cái vị hoàng tử trưởng thành, để sau này sẽ trở làm vua, trở thành vua. Thì khi mà vua cha băng hà, hoặc là vua cha qua đời hoặc là lớn tuổi, không còn già rồi, không còn để mà cai quản đất nước, lãnh đạo đất nước nữa, thì sẽ truyền ngôi lại cho con. Thì cái vị mà hoàng tử đó đó, khi chúng ta biết rằng nó là nếu mà là một cái người mà có cái khả năng để làm hoàng tử, vua đó, thì nếu là cái điều kiện trước tiên đó là cái vị đó phải là dòng tộc của vua, dòng tộc của vua. Cái điều kiện kế tiếp nữa đó là vị đó phải có cái khả năng riêng, có khả năng ở đây thông minh, tư chất thông minh, rồi cho đến những cái giỏi giang ở trong cái sự hiểu biết điều hành tất cả các cái gì ở trong triều đình, trong quốc gia, thì có lẽ là cái vị đó có cái khả năng riêng nhất định. Thì khi mà làm lễ quán đảnh, hay là làm lễ mà giống như là truyền ngôi cho con, thì sau này vị đó sẽ làm vua. Khi chúng ta biết rằng một vị hoàng tử mà mình coi thường đó, nếu mà cái vị đó mà sau này mà lên ngôi vua, nếu mà mình có một cái gì đó mà xúc phạm đó, thì nó cũng là gây cái nguy hại, nguy hại. Chúng ta nhớ cái câu chuyện của vua Vidudapha, tức là vua cha là vua, vua cha là một trong những hoàng tộc Thích Ca, nhưng mà rồi đó là lỡ có coi như là đã có con cùng với là một cái người tỳ nữ, tức là mẹ của Vidudapha đó. Vậy mà qua một lần đi về thăm ở quê nội đó, mà bên đó có cái tách miệt thị, bên nội có cái dòng Thích Ca có cái tính cách miệt thị. Vậy mà sau này đó, khi mà Vidudapha lớn lên đó, trở thành một cái người mà lãnh đạo một cái quốc gia như vậy, thì đem quân đi tàn sát cái dòng họ Thích Ca. Thì chúng ta nói ở đây đó là ngày xưa đó, chúng ta biết là một vị vua đó là có quyền sanh sát ở trong tay. Bởi vì một cái vị vua mà có, người ta gọi là minh quân ấy, có đức ấy, thì người ta không có cái việc mà sát phạt, hay là người ta cũng rõ ràng ở trong mọi cái cách cư xử, từ ở các cái quan cận thần cho đến ở trong hoàng tộc cho đến thần dân. Và luôn luôn nếu là một vị vua minh quân ấy, thì vị vua đó sẽ mang lại những cái sự lợi lạc, no cơm ấm áo, đất nước thái bình thịnh vượng đó, là cái vị vua minh quân sẽ làm lại
sẽ làm những điều đó cho thần dân, cho đất nước, cho quốc gia. Nhưng mà nếu mà một vị vua hôn quân ấy, tức là một cái vị vua mà mê ám, hoặc là một cái vị vua mà không có sáng suốt đó, thì sau này sẽ trở thành một cái tai họa, tai họa cho quốc gia, tai họa cho đất nước, và làm cho cái triều đình nó bị lung lay, bị lụng lặt, lụng bại cũng có. Chính vì ở cái chỗ đó, thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là sở dĩ mà Đức Phật này nói rằng đừng có xem thường một cái vị hoàng tử nhỏ, cái hoàng tử trẻ, một vị hoàng tử trẻ. Bởi vì hoàng tử này đó, sau này nếu mà lớn lên, nếu được thọ, được làm lễ quán đảnh và truyền ngôi đó, thì vị này sẽ là một cái vị mà sẽ là một vị vua. Mà nếu mà trong lòng là một cái người, cái sự thù quán với một cái quốc gia nào hay với ai đó, thì cái đó cũng là cái nguy hại. Nhưng mà giống như chúng ta thấy rằng là một vị vua hôn quân đó, thì gây lên cái tai hại, đem đến cái suy vong cho đất nước. Nhưng mà một vị vua minh quân ấy, thì rõ ràng là mang lại cái hạnh phúc, no cơm ấm áo, hoặc là đem lại cái thái an lạc thái bình cho quốc gia. Đó là điều mà chúng ta thấy. Như vậy thì ở đây đó là giống như mình biết mình sống trong một đất nước, thì những cái vị mà nguyên thủ quốc gia, giống như là trong kinh nói đó, là giống như là một vị vua vậy đó. Vị vua là bóng mát của thần dân, mà với điều kiện đó là vị lãnh đạo quốc gia đó phải là một vị minh quân, một vị sáng suốt, một vị biết thương dân, biết lo cho dân, thì rõ ràng là dân sẽ được nhờ những cái ân sủng đó từ nơi một vị vua. Giống như người xưa ở trong cái suy nghĩ của người Trung Quốc cũng như là người Việt Nam của chúng ta đó, là một vị vua mà lên ngôi có đức ấy, thì mưa thuận gió hòa, đất nước hòa bình, không có bị chiến tranh loạn lạc, không có bị thiên tai. Nhưng mà một vị vua mà hôn quân đó, thì thiên tai xảy ra, rồi chiến tranh đau binh xảy ra, rồi bao nhiêu cái sự bất hạnh nó sẽ xảy ra. Thì cái suy nghĩ của người ngày xưa, người ta quan niệm như vậy, bởi vì người ta quan niệm vua như là một vị thiên tử, theo như người Trung Quốc. Ở đây đó là khi mà nói đến một cái đối tượng thứ hai mà Đức Phật ngày dạy ở đây, ngày dạy ở đây cũng không nên xem thường, cũng không nên xem thường. Đức Phật ngày dạy ở đây đó là, tức là mình sống ở đời đó, có những cái mà mình thấy rằng nó rất là đơn giản, rất nhỏ. Thí dụ như là Đức Phật ngày dạy ở đây đó là giống như là không có nên coi thường con rắn nhỏ, không có nên coi thường con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ đó thì quý vị thấy rằng rắn thì có những loại rắn lớn, có những loại rắn nhỏ. Nhưng mà có những loại rắn nó đẻ ra con, có khi nó sinh ra trứng. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là có những con rắn nhỏ, rắn lớn mà nó không độc. Có những con rắn nhỏ mà nó độc. Thì giống như chúng ai mà có sống cái vùng sông nước đó, thì ở dưới miền Tây đó đã có cái gọi là rắn nước. Rắn nước, con rắn đó là có thể nó cắn mình mà cũng không sao, nó cắn không sao. Nhưng mà nếu mà những cái con rắn nó rất là nhỏ, có những con rắn nhỏ, người ta nói con rắn mây gầm, hay là con rắn hổ đất, hay là có những con rắn rất là nhỏ, mà bởi vì con rắn nhỏ đó nó mới sinh ra thôi, thì rõ ràng là mình cũng không nên coi thường. Bởi vì khi mà nó lớn lên thì bản chất của nó là độc rồi.
Còn những con rắn mà nó đã độc rồi thì nhỏ nó cũng độc nữa. Nhỏ nó cũng độc. Và khi mà nó lớn lên á, thì nó cũng có thể cắn người ta chết. Cắn người ta chết. Bởi vì cho nên là người ta mới nói một cái câu là người ta nói rằng có những loại rắn mà trong cái miệng của dân gian, người dân thường nói là rắn máy gầm là cắn nằm tại chỗ. Tức là nó mà cắn vô rồi là có chở đi cũng không có kịp, có chuyển đi để chữa bệnh cũng khó mà kịp. Có thể là trong chốc lát thì cái người đó sẽ đứng tim mà chết mà thôi. Rắn máy gầm à. Mà ở đây mình thấy là có những cái con rắn đó là vừa khoang trắng khoang đen đó, con rắn máy gầm. Con rắn trung á, nó cũng hai đầu, một đầu cắn, một đầu chích á, nó ở dưới sình, dưới bùn á, ở dưới những cái mương nước, hay nó ở dưới những cái rạch, dưới khe đó. Thì chúng ta thấy là như vậy. Nhưng mà có những con rắn á, chúng ta thấy rất là độc. Hồi nhỏ chúng tôi nhớ có một cái con rắn gọi là con rắn điêu điêu, nó giống con trùng. Nhưng mà mình nhìn kỹ á, thì nó có vải, nó có vải và nó láng, nó bóng, nó giống con trùng thôi. Nó nhỏ nhỏ như vậy thôi. Nhưng mà những con rắn đó người ta nói nó cũng độc lắm. Nó cũng độc lắm. Thì dù gì đi nữa thì ở trong cái con rắn á, tuy là mình biết rằng có những người đó, quý vị biết rằng là sao mà có những người đó, trong cái phần lớn là người ta sợ con rắn. Không biết là con rắn đó nó có độc hay không, mà thấy hình thù của nó ốm ốm, dài dài, nó bò, nó còn quăng quẹo, thì người ta thấy sợ. Bản thân của chúng tôi thấy rắn cũng sợ. Bởi vì trong cái suy nghĩ của mình là nó độc. Nó độc, mặc dù con rắn đó là chưa biết là nó độc hay không, nhưng mà hả nói tới rắn là người ta nghĩ nó độc. Cho nên hả thấy sự xuất hiện của nó là mình sợ. Mình sợ. Do vậy đó thì ví dụ nhiều khi có những con rắn đó, sau này chúng tôi có nghe kể lại đó, là những con rắn nó có thể trả thù. Có những người ta bằng thịt rắn đó, người ta chặt cái đầu, người ta bỏ nó qua một bên, người ta lấy cái mình, người ta làm thịt, người ta ăn, vân vân. Nhưng mà chính cái đầu đó, nó có thể cắn người ta chết. Cắn người ta chết. Thì ở đây muốn nói một điều đó là cũng không nên có xem thường những cái điều đó. Có những điều mà nó mình thấy rằng với một cái người mà có trí đó, thì nhìn mọi cái sự việc trên cuộc đời này đó, chúng ta đừng nghĩ nó là trước mắt là như vậy, mà chúng ta phải nghĩ đến cái hậu quả của nó, cái kết quả của nó ra sao. Và nhiều khi chúng ta giống như người ta nói một cái câu là thấy vậy chứ không phải là vậy. Thấy vậy chứ không phải là vậy. Có nghĩa là với một người mình nhìn thấy rõ ở trong cái sự nhìn của mình, ở trong cái tương lai như thế nào, sự diễn biến của nó, diễn cảnh ra sao, chúng ta phải có được cái sự suy luận, nhìn thấy những cái điều đó nó sẽ diễn ra như thế nào. Và trong cuộc đời này đó thì có những điều đó là nhiều khi mình nói đó là thường thường ở trong cái suy nghĩ của mỗi người đó, khi mà mình gặp đau khổ đó, thì mình sợ cái đau khổ. Rồi có những người lại than trời trách đất. Nhưng mà rốt cuộc lại đó là khi mà mình gieo cái nhân á, nhân ác á, thì mình không biết để tránh. Do vậy á, thì người ta nói một cái câu á, là giống như là cái người mà cái câu mà bên Bắc truyền họ nói cái câu là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Tức là mình nhìn cái gì đó là phải biết nhân quả của nó. Là khi mà những cái chuyện gì đó thì mình tránh đi những cái nhân hậu, cái nhân của nó để đưa đến kết quả đau khổ của nó. Cho nên là mình phải sợ cái nhân chứ không phải là sợ cái quả. Cái quả là chuyện nó đã đến rồi. Quả nó đã đến rồi. Còn cái nhân á, thì đó là chuyện rất là quan trọng. Bởi vì mình tránh là tránh cái nhân. Cũng giống như là Phật dạy mình á, là sợ đau khổ, nhưng mà phải tránh nhân đau khổ. Tránh nhân đau khổ. Cái khổ đó là cái mà nó đang có, đang diễn ra. Nhưng mà cái điều mà mình tránh xa từ trước đó là mình tránh những cái nhân để đưa đến đau khổ. Biết là như vậy, mình tạo ra khẩu nghiệp, ác nghiệp, thân nghiệp bất thiện,
thì mình sẽ lãnh lấy những cái quả khổ. Thì mình nên tránh những cái nhân khổ đó đi, cái nhân để đưa đến đau khổ đó đi. Ở đây đó là khi mà nói đến cái điều nữa đó là một con rắn nó tuy nhỏ nhưng mà nó rất là độc, nó rất là độc. Và cái điều thứ ba nữa đó là Đức Phật ngài dạy ở đây đó là không có nên coi thường, không có nên xem thường một cái đốm lửa nhỏ, một cái đốm lửa nhỏ, một cái đốm lửa nhỏ, một vị hoàng tử nhỏ cũng không xem thường, một con rắn nhỏ cũng không xem thường, và một cái đốm lửa nhỏ cũng không xem thường một vị hoàng tử trẻ, vân vân. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là cái đốm lửa tuy nó là như vậy, thường thường người ta nói là không có lửa sao có khói, có lửa thì nó mới bốc khói lên, nhưng mà rồi đó thì ở đây đó là khi một người mà biết, giống như chúng ta thấy rằng trong cái bốn cái đất nước lửa gió là tứ đại, dường như là chúng ta sống ở trong cái tứ đại đó nhiều. Cái quả địa cầu, cái hành tinh của chúng ta vận hành xung quanh cũng là chúng ta sống cũng nhờ đất nước lửa gió, hay người ta nói ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ, vân vân. Thì ở đây là đất nước lửa gió, lửa nó cũng là một cái vật cần ở trong phương tiện đời sống của hàng ngày của mỗi người. Nhưng mà lửa đó nó cũng là có lợi cho chúng ta rất nhiều, lửa đó có lợi cho chúng ta rất nhiều, và nó cũng không thể nào không có hại. Không có hại ở đây, nó có hại là chỗ là khi mà mình không biết sử dụng nó đúng chỗ, hoặc là mình không kiểm soát được nó thì nó sẽ lan ra rộng. Như vậy lửa nó làm cho mình chính thức ăn, làm sưởi ấm, chính thức uống, hoặc là nó làm cho nhiều thứ, lạc cho chúng ta rất là nhiều. Thức ăn, thức uống, sưởi ấm là lửa. Nhưng mà lửa nếu chúng ta không biết sử dụng thì rõ ràng nó bị phỏng, hoặc là nhiều khi nó cháy lan rộng ra. Từ ở cái chỗ đó là cái đốm lửa nó nhỏ, đốm lửa nó nhỏ thôi, nhưng mà nếu mà mình không có dập tắt nó đi đó, mình không có kiểm soát được nó thì nó sẽ lan rộng thôi. Chúng tôi nhớ ngày xưa đó, mà còn ở cái thời mà bao cấp đó, khi mà làm rẫy đó, là quý vị biết rằng tháng nắng thì nó dễ ung cháy lắm nha. Chỉ cần có một người mà đi ngang con đường hoặc quăng một cái tàn thuốc xuống đường thôi thì một lát sau đó là cả cái khu vực đó nó cháy rang hết. Đặc biệt là những cái vườn chuối, chuối mà ở vùng miền Đông, quý vị biết là miền Đông Nam Bộ là trồng hàng hectare, mình cháy một cái là cháy rụi luôn, cháy rụi luôn. Thì ở đây muốn nói tức là những cái đốm lửa tuy là nhỏ thôi, nhưng mà rồi đó là nếu chúng ta không kiểm soát được nó, hay hoặc là chúng ta coi thường lấy nó. Ví dụ như mình ấy là những cái người mà ta đi ngang, những người đàn ông ta đi ngang, ta chạy xe đạp, ta đi bộ ngang, người ta giục cái tàn thuốc nho nhỏ thôi, nhưng mà một lát sau là nó ngúm lên, nó cháy từ cháy chuối, vườn chuối đó, từ hectare này sang đến hectare nọ, nó cháy như vậy đó. Thì mình thấy rằng cũng chích gì, coi thường cái đốm lửa nhỏ đó, coi thường cái đốm lửa nhỏ đó. Cho nên ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng trong cuộc đời này, đặc biệt là với một cái người mà tu tập đó, thì mình nhìn đối với lại cái các sự vận hành của trong nội thân của mình và ở ngoài cái hoàn cảnh xung quanh của chúng ta, nhìn như vậy thì chúng ta mới thấy rằng đó, vậy mình mới thấm thía rằng trên cuộc đời này thì Phật dạy tất cả các pháp là do nhân duyên. Cái gì mà mình cưỡng cầu nó đó thì nó làm cho mình đau khổ. Cái gì nó đến, nó sẽ đến, mà mình có tránh nó cũng không thể nào tránh khỏi. Mình có cưỡng cầu nó thì mình càng thêm đau khổ. Cho nên là
mình sống thuận duyên á, chúng tôi nghĩ là mình biết chấp nhận sống thuận duyên á, thì mình sẽ được an lạc. Còn nếu mà mình cưỡng cầu thì mình khổ đau, sẽ là khổ đau. Cho nên á, ở đây nếu như mà mình nhìn trên cuộc đời đó là thuận theo duyên, không phải là mình buông xuôi, không phải là mình buông xuôi, không phải là mình mặc cho cái gì nó ra sao thì ra, không. Trong cuộc đời tu tập thì mình cũng phải biết cái việc đó, biết cái việc đó. Mà cái điều thứ tư mà Đức Phật này nói, cái đối tượng thứ tư đó là không có nên coi thường, đó là một vị sa môn trẻ. Vị sa môn trẻ, ví dụ như chúng ta biết rằng là khi mình ở nhà đó, thì mình lễ cha lễ mẹ, kính ông bà cha mẹ, mình là người ngoài đời, người cư sĩ. Khi mà mình xuất gia rồi đó thì là mình sống với một cái đời sống không gia đình, sống không gia đình. Một người xuất gia là ngay cả từ có những gì thì xuất gia bán thế, có những vị xuất gia từ thở nhỏ. Nhưng mà rồi đó, giống như chúng ta thấy rằng là các vị tiền bối của chúng ta, các vị đi trước, có những vị đó mà xuất gia từ thở nhỏ, xuất gia từ tấm bé, từ thở nhỏ, rồi các ngài cũng sống bao nhiêu năm, rồi các ngài tu học, rồi các ngài làm đạo, rồi các ngài làm lợi ích cho đời này như thế nào đó. Thì mình nhìn những cái hình ảnh đó, có những vị đó thì lẳng lặng âm thầm để sống một cái đời sống, sống một đời sống phạm hạnh, độc lập, để mà lo cái đời sống nội tâm thiền tập, thiền hành. Có những vị đó thì ra lãnh đạo giáo hội, ra làm những việc này việc kia, nhưng mà để rồi đó cũng là gì, nếu mình nhìn cái chung nhất đó, thì cũng vì lợi ích cho Phật pháp, vì lợi ích cho Phật pháp. Thì tùy theo mỗi cái vai trò, tùy theo mỗi cái vai trò mà mỗi vị có những cái sự cống hiến lại cho cuộc đời này, cống hiến lại cho cuộc đời này. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà một điều đó là sự thật, đó là mình xuất gia đi tu, xuất gia trong Phật pháp, ngôi nhà Phật pháp này, mình phải có những cái quyết tâm rất là lớn, quyết tâm rất là lớn. Tức là mình phải dám rũ bỏ, dám dưỡng bỏ những cái mà thay vì đời người ta có những cái điều đó, thay vì cái sự ham muốn bình thường là người ta có những điều đó, thay vì là danh lợi lợi lộc, những cái thứ trên cuộc đời này mình cần phải có. Nhưng mà rồi đó là đối với một cái người tu đó thì nhìn rõ là mình xuất gia vì cái lý tưởng tu tập để được cái sự an lạc, để được cái sự giải thoát. Cho nên đó là nếu mà ai mà xuất gia đó, thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là cái công hạnh của một người tu đó, nó có nhiều lắm. Dạ, có nhiều lắm. Có những vị đó thì như chúng tôi thấy rằng là có những vị đó là phải phục vụ, rồi có những vị đó là bước chân vô là cũng có phục vụ một thời gian rồi đi học, đi hành, đi làm những cái đời sống của mình để cho mình được thăng tiến ở trong cái đời sống tu tập của mình, đời sống dù là pháp học hay là pháp hành. Nhưng mà rồi đó là trải qua với cái thời gian đó, mỗi một cái vị sa môn, một cái vị bắt đầu xuất gia từ tấm bé, từ nhỏ, cho đến khi mà tuổi đôi mươi, đến khi trưởng lớn tuổi, rồi qua bao nhiêu thời gian đó, giống như là các vị ở đây chúng ta thấy rằng là giảng dạy Phật pháp, rồi soạn dịch kinh điển, sách vở, để rồi đó là để lại cho đời, để lại cho đời. Chúng tôi nghĩ là cái đó, đó là mình cống hiến lại rất là lớn ở trong Phật pháp, ở trong Phật pháp. Bởi vì giảng dạy cho đến là những cái việc mà soạn sách, dịch kinh, tất cả những điều đó để lại một cách lâu dài, và thế hệ sau đó người ta kế thừa được những điều đó.
thì quý vị biết rằng là chúng ta cũng thừa biết rằng là cái đời sống tu tập của ta đó cũng phải trải qua nhiều kiếp mới giác ngộ thành Phật được, nhiều kiếp mới giác ngộ thành Phật. Nhưng mà nói như vậy đó thì không có nghĩa là chúng ta buông trôi, mà mỗi kiếp này, ngay cả trong kiếp này đó, chúng ta phải có cái sự nỗ lực, giống như cái đời sống tu tập đó. Một vị sa môn có cái ý chí muốn tu hành, muốn xuất gia để tu hành, sống cái đời sống không gia đình, giữ thực hành giới, định và tuệ ở trong đời sống tu tập của mình, rồi lớn lên trưởng thành đó, rồi bắt đầu là làm đạo để làm mang lại cái lợi lạc, dù là pháp học hay là pháp hành, thì cái gì mà mình truyền đạt lại để cho đời được hiểu cái điều đó, hiểu Phật pháp để tu hành đó, thì đó là cái điều lợi lạc rất là nhiều rồi. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Cho nên ở đây đó là một cái vị tuy là còn nhỏ, từ là mới đầu vô làm giới tử chú tiểu gì đó, rồi sau đó thì xuất gia sa di, rồi tới 20-21 tuổi đó thì xuất gia tỳ kheo, nếu đủ tuổi là xuất gia tỳ kheo, rồi lần lượt đó sau này đó trở thành những vị hòa thượng, những vị tôn túc, những vị trưởng lão ở trong Phật pháp này. Thì mình biết rằng là từ ở cái những chú tiểu hay là những chú giới tử nho nhỏ đó, cũng không nên coi thường, bởi vì cái ý chí mà vị đó dám nguyện để tu tập, dám nguyện ở trong lòng rồi thực hiện với cái sự tinh tấn nỗ lực hành đạo của mình, rồi với cái sự thành tựu ở nội tâm, thành tựu về thiền định, hoặc là thành tựu về trí tuệ, thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó nó cũng trải qua với cái thời gian rất là nhiều, cứ mỗi chặng đường vậy trải qua. Và khi mà mình mỗi chặng đường trải qua đó đều có được cái sự thành tựu, có được cái sự an lạc. Cho nên là cái vị đó chúng ta thấy rằng nếu mà vị đó đã xuất gia để mà hướng được với cái đời sống tu tập của mình, hướng đến sự giải thoát đó, thì rõ ràng là trong tương lai nhiều kiếp hoặc là ít kiếp thì vị đó sẽ giác ngộ thành, nếu phát nguyện thành thinh văn, hay là phát nguyện thành thinh văn giác, hay là phát nguyện độc giác, hay là toàn giác, tùy theo mỗi nguyện lực của người. Nhưng mà chúng ta nói đó là nói đến cái sự tương lai ở trong nhiều kiếp để mà thành một vị thinh văn giác, hay độc giác, hay toàn giác. Nhưng mà trong hiện tại đó, từ ở một cái chú tiểu nho nhỏ hay là một vị sa di nho nhỏ thôi, giống như chúng ta thấy rằng là sa di Pandita đó, khi mà đi với ngài thầy là ngài Xá Lợi Phất đó, thì đi đến cái nơi nào thấy cái dòng, thấy người ta ruộng á, người ta dẫn nước vô trong bờ ruộng, rồi là sa di cũng có cái hỏi là thưa thầy là người ta dẫn nước này để làm gì, thì ngài Xá Lợi Phất trả lời đó là để dẫn nước vô ruộng. Đi một đổi nữa là thấy là người ta đang chút cái mũi tên để mà những cái người mà bắn tên bắn cung đó, người ta chút cái mũi tên cho ngay ngắn, thì mới hỏi rằng là còn nhỏ mà hỏi với thầy của mình là người ta chút để làm gì, nó chút tên để người ta bắn cho nó trúng mục tiêu, cho nó ngay ngắn để bay trúng mục tiêu. Rồi như vậy thì qua những cái câu hỏi của một vị sa di tuy là nhỏ đó, nhưng mà với một cái người có cái trí suy nghĩ và đặt ra cái câu hỏi để nhìn thấy rằng là mỗi trên cuộc đời này có những cái sự nghi vấn, và chính cái sự nghi vấn đó để nhìn nhận ra. Và khi mà một vị sa di mới nói rằng là chính cái mũi tên đó người ta còn uốn nắn theo ý của người ta được, cái dòng nước này đó là người ta còn uốn nắn theo người ta được, ý của người ta được,
huống chi là tâm của mình. Cho nên là cái vị đó mới xin với thầy của mình đó là đi vào cái chỗ thanh vắng, đi tìm cái chỗ thanh vắng để mà hành đạo. Thì chẳng bao lâu chốc lát đó, thì sau khi mà ngài Xá Lợi Phất trở về Am Thất rồi đó, thì vị Sa Di này thành chứng quả, về đến gặp thầy mình. Thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng là dù là một cái vị sa môn nho nhỏ thôi, nhưng mà rồi đó là không nên coi thường. Chúng tôi nhớ rằng là trong kinh có nói đến những cái thứ lửa, bảy cái thứ lửa, thì trong đó có lửa thánh nhân, trong đó có lửa thánh nhân, hay hoặc là lửa cha, lửa mẹ, lửa thường, vân vân. Thì ở đây nói đến cái lửa thánh nhân, tức là dù là cái vị đó là vị sa môn nho nhỏ thôi, nhưng mà một vị sư nho nhỏ thôi, vị sư nhỏ thôi, nhưng mà nếu mà vị đó có sự tinh tấn tu tập đó, thì rõ ràng là không có nên coi thường. Bởi vì sau này vị đó trưởng thành lên thì vị đó sẽ làm được. Nếu đã có một cái, người ta nói một cái câu đời ở đời đó, nó là thực tu thực học, thực tu thực học. Vừa có cái đức tu, có cái tâm đạo tu, rồi là có cái sự hiểu biết Phật pháp, hiểu biết Phật pháp, thì vị đó sẽ làm lợi lạc cho rất nhiều, rất nhiều. Và đặc biệt ở trong tương lai đó, thì nếu mà vị đó phát nguyện để giải thoát đó, thì cái nhân lành, cái nhân lành mà do vị đó tu tập, thì vị đó sẽ sớm muộn cũng sẽ giác ngộ, thành một vực giác ngộ, đó là thinh văn giác hay độc giác hay là toàn giác, tùy theo cái nguyện lực của vị đó. Cho nên là chúng ta thấy rằng với cái đời sống tu hành á, thì mỗi bước, mỗi chặng đường chúng ta có trải qua những cái chặng đường đó, và chúng tôi nghĩ rằng từ cái việc mà thiện nhỏ, lúc nhỏ mình làm á, mình làm, rồi lớn lên rồi mình sẽ làm những cái việc khác, mình làm việc khác. Và chúng ta thấy rằng là theo chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà gọi là thiện sự đó, thì chúng tôi nghĩ là việc nào mình cũng có thể làm, nếu mà cái điều kiện cho phép, cái điều kiện cho phép, hoàn cảnh cho phép, vai trò của mình cho phép, thì mình sẽ làm những cái điều đó, làm những cái điều thiện đó. Và cái điều thiện đó góp nhặt thành những cái tràn qua, giống như trong kinh Pháp Cú mà Đức Phật ngài nói là như từ những tràn qua đó, nhiều bông hoa được làm, cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài dạy vậy. Cho nên là mỗi một cái nhìn nhận của mình, tuy rằng cuộc đời này, dù là Đức Phật ngài nói rằng một vị hoàng tử trẻ, một vị hoàng tử trẻ không có nên coi thường, một con rắn nhỏ không có nên coi thường, một đốm lửa nhỏ không nên coi thường, và một vị sa môn trẻ cũng không nên coi thường, không nên coi thường. Bởi vì những cái đối tượng đó, tuy nhỏ như vậy, nhưng mà nếu mà chúng ta khinh suất, chúng ta coi thường đó, thì rõ ràng là nó có những cái hệ lụy, và nếu như chúng ta xúc phạm, chẳng hạn như là con rắn thì chúng ta xem thường, đốm lửa thì chúng ta xem thường nó, thì nó gây cái nguy hại cho chúng ta, tuy là nhỏ, nhưng mà nó cũng gây nguy hại cho chúng ta một cách dễ dàng. Còn một vị hoàng tử, nếu chúng ta hoàng tử trẻ mà chúng ta xem thường đó, thì sau này vị đó sẽ là trở thành một vị vua, thì nó có những cái điều mà nó có những cái điều diễn ra, cũng như là một vị sa môn trẻ mà mình coi thường, thì nó làm cho cái đức, cái khước của mình á, nó tổn giảm đi. Và chúng ta thấy rằng, thấy trước mắt là một vị sa môn trẻ, nhưng mà sau này thì vị này trưởng thành lớn lên, thì vị đó sẽ làm được nhiều việc, sẽ là một vị thực tu thực học, sẽ làm được nhiều việc ở trong Phật pháp này,
quả thật là lợi lạc rất là nhiều. Cũng như là một vị sa môn thôi, nếu như một người tu mà vị đó đã phát nguyện để giác ngộ, thì cái sự tu tập của vị đó, tu chứng gì đó càng cao đó, thì cái việc mà chúng ta xem thường đó, coi thường đó, thì nó gây cái hậu quả cũng không phải là ít, không phải là nhỏ. Như vậy thì qua cái bài học này, chúng ta thấy bốn điều mà Đức Phật Ngài dạy ở đây. Đó là một vị hoàng tử trẻ, một đốm lửa nhỏ, một con rắn nhỏ và một vị sa môn trẻ. Không có nên coi thường bốn cái đối tượng này. Và với một cái người tu thì nhìn thấy rõ được những cái điều đó trong các việc diễn biến ở trong cuộc đời này, nó liên quan đến nhân duyên, nó liên quan đến nhân duyên. Nhìn thấy nhân như thế nào, duyên như thế nào, và cái kết quả như thế nào trong mỗi cái hành động của mình, trong cái suy nghĩ, việc làm cũng như là lời nói của mình, nó đều có cái hệ quả của nó, cái hệ quả của nó. Và chúng tôi xin được dứt lời ở đây để dành thời gian còn lại để Chư Tăng thảo luận bàn sâu rộng thêm để chúng ta được lợi lạc. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm an lạc. Chúng tôi kính chúc quý cô tu nữ Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú Kính Trân, từ đầu tân với pháp thoại vừa rồi. Bác Thư Tọa Tiểu Siêu, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thư Tọa Tiểu Siêu đang giải phật. Bác Thư Tọa Tiểu Siêu, khi Đức Phật Ngài dạy về điều thứ tư đó, là không nên xem thường vị sa môn rẻ đó, thì Ngài đã nói nhiều câu để nhấn mạnh. Và trong đó Ngài nói rằng khi mà rừng đó, mà nó bị thiêu rụi rồi, thì với thời gian đi qua đó, thì những cái mầm, những cái chồi tược nó có thể mọc trở lại. Nhưng mà một cái người mà xúc phạm đến một vị sa môn mà thanh tịnh về giới, thì cái giới hạnh của vị đó, cái đạo hạnh vị đó sẽ thiêu đốt. Người đó giống như là cây ta la, người đó giống như cây ta la mà bị chặt ngọn, nó không thể mọc lại được. Và Đức Phật thì đưa ra hệ quả là người đó sẽ gặp cái hệ quả như là tan nhà, tán gia bại sản. Và vật thì Bạch Thị Tọa Tiểu Siêu, Thượng Tọa có thể giải thích thêm là tại sao vì sa môn không có trả thù, không có trả đũa, mà chỉ là do cái giới hạnh bị đó thôi mà đã tạo nên một cái quả nặng như vậy không? Kính thỉnh Thượng Tọa Tiểu Siêu. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, ở trong ý nghĩa của bốn điều mà Đức Phật dạy hôm nay đó, thì cái hậu quả mà xem thường một vị hoàng tử trẻ sao lại có thể gây cái tai hại, chúng ta hiểu rồi. Cái hậu quả của cái việc xem thường con rắn nhỏ là con rắn độc có thể cắn chết người, độc có thể làm cho chết người đó, chúng ta cũng hiểu rồi. Cái hậu quả của cái việc xem thường cái đốm lửa nhỏ sơ suất là nó cháy cái nhà, cháy cả làng, cả khu rừng, chúng ta hiểu rồi. Còn đối với trường hợp chúng ta xem thường
một vị sa môn trẻ, nếu gặp phải một vị sa môn trẻ như khi nãy chúng ta có nghe thượng tọa Pháp Tân trích dẫn trường hợp một vị sa di trẻ, Sĩ Xuất Khánh hay Sa Di Bà Đế Tám, những vị đó mặc dù mới có 7 tuổi xuất gia nhưng mà vì đó sớm chứng đắc được đạo quả A-la-hán, thì vì đó viên mãn về giới, về định, về tuệ. Đối với một vị sa môn trẻ viên mãn về giới, về định, về tuệ, khi mà một người họ khinh thường là trẻ nhỏ, rồi họ có sự xúc phạm bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, thân ác, khẩu ác, ý ác, thì không phải là do cái vị sa môn trẻ đó trả đũa tác hại như là một vị hòa tử trẻ hay con rắn nhỏ, đốm lửa nhỏ, mà chính do cái quy lực của giới mà vị sa môn trẻ đã thành tựu một bậc hiền đức, một bậc vô hại, giống như là một cái bức tường hay là một cái tảng đá chắn ở phía trước. Hễ một người mà càng lao đầu vào thì càng bị đau đớn, lỗ đầu chảy máu. Hễ một cái cục, một cái tảng đá lớn nằm chấn ngang, nếu một người xem thường và suốt một cú đá thì bàn chân của họ có thể là bị bể, bị trật, bị bể xương, bị trật gân, đau đớn vô cùng. Thì cũng như đối với cái vị sa môn trẻ gì đó, đã thành tựu về tịnh giới, đã viên mãn về định, về tuệ, thì nếu một người mà họ có cái tâm quấy ác, họ xúc phạm, thì chính cái tâm ác của họ đó hại đến người vô hại, thì họ sẽ lãnh lấy cái hậu quả do cái nghiệp dị thời nó cho quả dị thục. Và ở đây đó, chúng ta không có lạ gì khi mà một người mà họ có cái tâm sân, mà họ giết hại hoặc đánh đập, gây đau khổ cho người khác, mà hễ người đó càng thanh tịnh thì chính người này họ càng bị cái hậu quả vô cùng khốc liệt. Như trong Pháp Cú Kinh, Đức Phật Ngài có dạy về 10 cái hậu quả mà một người xúc phạm đến cái bậc vô hại, làm hại bậc vô hại, như là những tên cướp mà họ xúc phạm, họ giết hại tôn giả Sariu, tôn giả Moggallana gì nè. Sau đó họ chịu hậu quả nặng nề. Thì ở trong cái đoạn kinh Pháp Cú đó, Ngài đã nói lên cái hậu quả nặng nề
của một người xúc phạm đến bậc vô hại. Thì cũng vậy, ở đây trong này, người mà xem thường một vị sa môn trẻ và họ có ác tâm, họ xúc phạm đến vị này, thì họ phải chịu quả đắng cay thiêu đốt kẻ xúc phạm, khiến người ấy không con, không vợ, không gia súc, không hưởng của thừa kế, cũng không người thừa tự, tuyệt tự luôn. Cho nên bậc thiện trí vì lợi lạc của mình luôn ứng xử thích hợp với hoàng tử cao trọng, với rắn độc, ngọn lửa bùng và tu sĩ tịnh giới. Đây là những cái bài học mà chúng ta cần phải lưu ý. Và cũng nhắc thêm cho quý vị, chúng tôi nhớ hoài cái lời dạy của Hòa Thượng Giác Chánh khi mà Ngài còn sinh tiền. Ngài là vị thầy của các vị sư trẻ lúc đó. Ngài là vị pháp sư. Thế nhưng Ngài luôn luôn Ngài nói rằng các cái vị sa di hay các vị tỳ kheo trẻ, dù sao thì các vị đó cũng mang trên mình một chiếc y. Tại sao? Cho nên Hòa Thượng Giác Chánh không có dám xúc phạm đến nhiều. Nếu mà họ có bị lỗi lầm thì chỉ quở trách thôi, hoặc là có những cái công việc lặt vặt sai bảo những chú tiểu giới tử làm, nhưng mà Hòa Thượng thì lại không muốn sai các vị sư làm. Thì lúc đó Ngài thường nhắc nhở cái chuyện tích mà xưa kia cái cô tiểu thư mà cổ sai khiến cái vị tỳ kheo ni thánh tăng lấy cái hộp trang sức cho nàng ta, do cái sự sai bảo đi bậc thanh tịnh như vậy cho nên đời sau sanh làm cái người tỳ nữ, kiếp nào cũng sanh ra làm tỳ nữ nô lệ, là nàng Khuchitara đó. Thì thưa quý vị, đối với những cái trường hợp này chúng ta cũng nên học. Và khi mà chúng ta gặp các cái vị sư, dầu vị nó mới tu hay là những vị sư trẻ còn nhỏ, nhưng mà trên hết là chúng ta hãy xem trọng cái màu cờ thánh nhân, tức là y cà sa, để chúng ta không có xúc phạm đến. Rồi nếu như người đó, một vị sư trẻ mà họ có cái phẩm hạnh, họ có cái giới đức, thì mình càng phải dè dặt hơn, kính trọng hơn. Như vậy thì chúng ta mới khỏi phải rước cái hậu quả về sau này. Đức Phật Ngài có kể lại cái câu chuyện tiền thân của Devadatta là một tên thợ săn đã theo dõi đàn voi và biết được đàn voi này có cái thói quen là khi đi ngang qua một cái vị sa môn, tức là vị Bậc Đạo Giác đang ngồi tĩnh tọa thiền định ở dưới gốc cây, thì bầy voi đó lặng lẽ ngang qua quỳ xuống đảnh lễ rồi mới đi. Cho nên anh ta
họ lén trộm lấy cái bộ y của vị Phật Đông Giác khi mà ngài xuống để rửa, để tắm rửa. Thì khi mà mặc cái bộ y cà sa thì hắn giấu một cái lưỡi giáo ở trong người, phủ y lên. Thì bầy voi đi ngang qua, lúc ban đầu thì có voi chúa đi trước, rồi những con voi khác đi theo sau, và con cuối cùng bị người thợ săn ra tay giết chết. Và nhiều ngày như vậy, voi chúa đàn tự nhiên thấy cái số lượng đàn voi càng ngày càng bị hao hụt. Thì vua chúa mới đặt vấn đề, mới suy nghĩ tại sao những con voi này lại vắng mặt. Mới biết, mới nghĩ ra rằng những con voi đó là chết, mà chết cho ai? Bắt đầu nghi ngờ. Thì cái ngày đó vua chúa đi ở phía sau, sau cùng cho đàn đi ở phía trước. Thì vì có chủ ý cho nên vua chúa đã né được cái ngọn lao phóng tới chỗ hiểm, và nhanh chóng với cái sức mạnh của mình, vua chúa đã dùng vòi tóm lấy tên thợ săn vừa cao lên định ném xuống và dẫm đạp. Nhưng mà vô chúa trông thấy cái màu y cà sa mà tên thợ săn quấn trên người ấy, thì vô chúa mới nghĩ rằng người này là tên thợ săn độc ác. Nhưng nếu ta làm dẫm đạp như vậy trên cái chiếc y của bậc thanh tịnh thì ta có lỗi. Cho nên vô chúa nén cơn tức giận và đặt tên thợ săn xuống, và đã giáo giới với tên thợ săn đó rồi bỏ đi. Ngài Đức Phật nhắc lại câu chuyện đó và ngài kết luận rằng cái vô chúa đó chính là tiền thân của ngài khi còn là vị Bồ Tát. Cho nên ở đây, trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà chúng ta không muốn mang cái ác quả về sau, chúng ta phải cẩn trọng đủ thứ hết. Thì trong trường hợp này, trong bài học ngày hôm nay, thì đối với một vị sa môn trẻ thì chúng ta phải hết sức cẩn trọng, vị đó không làm hại gì mình. Nhưng mà vị đó càng thanh tịnh thì người mà xúc phạm đến vị đó thì càng mang cái ác quả. Đó là ý nghĩa mà chúng tôi xin được trả lời quý vị trong cái câu thảo luận đầu tiên mà Thượng Tọa Giá Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính trình Thượng Tọa Thầy Siêu. Bạch Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa quan trả lời câu này nữa thôi rồi Thượng Tọa đi nghỉ. Bạch Thượng Tọa Thầy Siêu, trong bài kệ có cái câu là do vậy hãy cố tránh để bảo vệ mạng sống. Thì chúng ta biết là ở đây có cái động từ pariwachati. Pariwachati thì là tránh né. Nhưng mà tránh né thì tránh né cái gì? Tránh né bốn đối tượng là tránh né vị hoàng tử trẻ, tránh né đốm lửa nhỏ, tránh né con rắn nhỏ, tránh né vị sa môn trẻ, hay là tránh né này chỉ cho tránh né sự xem thường, tránh nó cái hành động khinh lực. Xin Thượng Tọa Quan Hỷ xác định rõ nghĩa của chữ này rồi xin Thượng Tọa đi nghỉ. Kính thưa quý vị, đây cũng là một vấn đề mà chúng ta phải
biết được. Tức là Atano Chivitang Rathamano Tăng Khát Tây Dân Rưu Hoa Chị Tí Nạc Khát Tề Sĩ Nạc Khát Tây Giá. Tránh né ở đây có nghĩa là chúng ta không có, không có chạm, chúng ta không có va chạm. Nạc Khát Tây Giá là không có va chạm, không có va chạm với cái vị hoàng tử trẻ đó. Tức là chúng ta đừng có đánh đập hay là đừng có mắng chửi cái vị hoàng tử trẻ, bởi vì vị này, nếu hoàng tử trẻ bị ai đó xem thường, đánh đập hay là mắng chửi thì sau này họ nuôi hận ở trong lòng, đến khi mà làm vua thì chết, giống như là hoàng tử Asoka, hoàng tử A Dục lúc mà còn trẻ, còn nhỏ đó, vì có một cái màu da đen sạm xấu xí như là đất, như là màu đất vậy đó, cho nên bị mọi người giễu cợt, coi thường. Và chính vì cái sự giễu cợt coi thường đó, đó mà sau này những người này bị tai hại khi mà lớn lên. Hoàng tử Asoka khi làm vua, tức là vua A Dục đó, khi mà chưa biết Phật pháp đó, thì vua A Dục lúc đó thì bị, cái việc đầu tiên là phải trả thù những ai mà xem thường mình hồi còn là hoàng tử, nguy hại lắm thưa quý vị. Cho nên cái chữ né, né tránh ở đây đó là đối với vị hoàng tử là không có, không có cái sự va chạm, không có sự xúc phạm, không có sự xúc phạm. Còn né tránh con rắn á, là không nên bắt bớ con rắn hay là đạp trúng con rắn, thấy đó là phải tránh đi, phải né đi, chứ đừng có lấy cây đập. Nếu mà đập con rắn hay là đạp con rắn hoặc là bắt con rắn, mặc dù nó còn nhỏ, nhưng mà nếu như đập không chết mà nó trốn đi thì nó sẽ mang cái mối hận thù này, nó sẽ tìm cách trả thù. Cho nên phải né, phải né một cách là không có, không đánh đập, không có bắt bớ. Còn cái ngọn lửa nhỏ mình phải né, phải né cái gì? Né cái sự sơ hở, bất cẩn. Tức là mình đừng có để cái ngọn lửa đó nó ở gần cái chỗ dễ bắt cháy, bắt lửa vân vân. Đừng như cái vị đạo sĩ kia thờ cái ngọn lửa sinh nhật, cái ngọn lửa sinh nhật của vị đó chỉ là đốm lửa thôi, nhưng mà ở trong am thất bằng lá của vị đó, vị đó thờ cái đốm lửa, cái ngọn lửa sinh nhật. Rồi lúc mà vị đó có dịp đi ra bên ngoài vào rừng hái trái, thì ở đây cái ngọn đèn lửa sinh nhật đó, nó bị cái duyên cớ gì bị gió thổi ngã làm cháy hết cái tịnh thất lá của vị đó. Rồi vị đó trở về mới nhìn, mới nghĩ rằng ôi ngọn lửa sinh nhật ta tôn trọng, ta gìn giữ, nhưng mà cái ngọn lửa sinh nhật này nó lại không có gìn giữ cái liêu khóc của ta. Rồi cái vị đạo sĩ đó
dập tắt cái ngọn lửa đang thiêu, đã thiêu rụi cái tỉnh thức và bỏ đi. Từ đó về sau không có thờ cái lửa sinh nhật đó nữa. Cái vị đầu sĩ đó là tiền thân của Đức Phật, bậc đầu sư của chúng ta. Ngài thấy cái đó, Ngài mới không đặt cái niềm tin vào cái ngọn lửa sinh nhật giống như các vị Bà La Môn và tiên biểu là cha mẹ của Ngài đã trao cho Ngài cái ngọn lửa sinh nhật và dặn hãy tôn thờ cái ngọn lửa sinh nhật đó. Thì Ngài đã làm theo lời cha mẹ, nhưng mà cuối cùng phát hiện ra là cái ngọn lửa sinh nhật này nó thiêu hủy cái tỉnh thất của Ngài, cho nên từ đó về sau Ngài bỏ luôn. Ngài không có gây dựng lại cái ngọn lửa, không đốt lại cái ngọn lửa sinh nhật từ cái đống lửa của cái ngôi tỉnh thất đang bị cháy. Cho nên cái đó chúng ta phải né tránh, là chúng ta đừng có bất cẩn. Chúng ta chớ có bất cẩn. Còn đối với cái vị sa môn trẻ mà chúng ta muốn né tránh đó, cái chữ né tránh ở đây vì muốn bảo vệ tánh mạng của mình, Rakhan Chi và Tám Matano, thì muốn bảo vệ cái mạng sống của mình đó, đời này và đời sau, thì mình phải né tránh. Không phải là mình né tránh vì đó mình bỏ đi, mình vẫn phải làm những việc như đảnh lễ cúng dường, nhưng mà mình né tránh ở đây là mình không nên xúc phạm đến vị đó, không nên có những cái hành vi xúc phạm như là đánh đập hay là giết hại, không nên xúc phạm đến vị đó bằng cái lời nói, tức là nói chửi mắng vân vân, không nên có cái ý nghĩ quấy như là sân hận với vị đó, mà luôn luôn mình phải có cái tâm tốt đẹp. Như vậy cái sự né tránh ở đây tức là không có xúc phạm, nó tùy theo cái ngữ cảnh. Xúc phạm, né tránh không ra va chạm với vị hoàng tử trẻ như thế nào, với con rắn nhỏ như thế nào, với ngọn lửa nhỏ như thế nào, và với vị sa môn trẻ như thế nào. Với đó là chúng ta phải hỏi cách đó. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua ý nghĩa của bài của câu cơ hội thảo luận số 2 như vậy. Nam mô Phật Thầy. Sa thú kính trình thưa tôi sư, xin thỉnh sư huynh đi nghỉ. Thượng tọa Pháp Đăng nghe, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Pháp Đăng đang ở trước máy, xin kính thưa thượng tọa cần trả lời cho cô thôi được tiếp theo. Thưa Pháp Đăng, thường thường á, và thường thường người ta nói mình tạo nghiệp khi nào mình cố tình thì nó nặng, nhưng mà mình khinh lờn, mình xem thường hay vô tâm, do sự vô tâm thì nghiệp nó nhẹ. Thì có phải hẳn là khi nào mình tạo nghiệp mà do sự vô tâm xem thường á, thì nó nhẹ hơn là sự cố ý không? Xin thỉnh thượng tọa quan nghị giải rõ về điều này. Alo. Trong cái vấn đề này thì chúng ta có thể hiểu một cái cách thí dụ. Nếu một người bóc vào điện đó, mà biết điện giật thì người này có cái cách bóc và nó không có giật nặng nề. Nhưng mà nếu người mà không có biết đó, bóc vào đó thì nó giật rất là nặng. Thì điều này nói để chúng ta hiểu rằng chúng ta biết nghiệp đó, chúng ta cố tình, chúng ta cố tình, mình nói có nhiều khi mình cố tình mình vi phạm thì nó sẽ cho ra cái quả rất là kinh khủng. Còn mình vô tình mình tạo nó cũng bị nghiệp quả, chứ mình không phải. Mình có nhiều người vô tình vô tâm, mà thường thường mình vô tâm là mình coi như mình coi thường đó, coi thường cái vị sa môn đó. Thì chúng ta thấy giống như câu chuyện mà hai vợ chồng Bà La Môn đó, mà thỉnh bốn vị sa di mà coi thường đó, để cho các vị sa di đó ngồi riết, rồi cuối cùng Đức Trời thích để xuống đảnh để, rồi hai vợ chồng Bà La Môn mà cúng dường, nhưng mà các vị này dùng thần thông trổ nóc nhà, cũng như là phi đặng về đó. Thì chúng ta thấy rằng nếu mình biết cái nghiệp quả đó, thì thường thường mình phải nói rằng
cái nghiệp quả đó, mình thí dụ giống như một người mà đi chiếc xe mà đụng vô chiếc xe đạp đụng đó, thì nó không sao. Nhưng mà nếu chiếc xe đạp mà đụng vô cái hũ lô đó thì nó rất là nguy hiểm. À, tại vì cái hũ lô đó nó nặng nề và nó kiên cứng. À, thành ra cái tổn thương nó rất là nặng. Thành ra một cái người có đức hạnh đó, thì nó giống như một cái tảng đá kiên cố vậy. Người khôn thì đừng đúc đầu vô trong tảng đá đó. Nếu mà coi thường đúc đầu vô, hút vô thì nó sẽ bể đầu, nó sẽ chết. Nè. Thì Đức Phật này nói rằng một cái người mà tạo nghiệp đó, tạo nghiệp có nghĩa là biết cái đối tượng đó, đó là những cái bậc mà không có thể nào xâm phạm. Ví dụ mà thấy rằng như là Đức Phật không có được xâm phạm mà mình làm thân Phật chảy máu là mình thấy cái nghiệp quả nó kinh khủng. Hay là mình thấy vị A-la-hán không được giết mà giết vị A-la-hán rồi thì rất là nguy hiểm. Nhiều khi cái người đó họ mình gọi là những người không biết, chúng ta thấy như tiền thân của Sunakhana trong quá khứ mà xâm phạm, hay là chúng ta nghe câu chuyện mà anh chàng búng sạn đó, búng bạc lột tai Đức Phật Độc Giác, nghĩ rằng Đức Phật Độc Giác không có cha, không có mẹ, không có bà con quyến thuộc, không có người nên không có sợ bị bắt đền. Nên anh ta đã búng viên sạn vào cái lỗ tai của Đức Phật Độc Giác. Khi anh ta học nghề xong, anh ta đem ngài làm đối tượng để thử tay nghề. Rồi cuối cùng là Đức Phật Độc Giác mệnh chung vì cái viên sạn đã búng qua cái lỗ tai như vậy. Thành ra chúng ta hiểu rằng á, những cái người họ coi thường ở đây là mình coi thường cái vị sa môn đó. Thì mình coi thường thường trong kinh sám hối hay nói là dễ vui tham bảo hại mình á. Dễ vui tam bảo là Phật Pháp Tăng thì mình coi thường mình hại mình. Thì chúng ta thấy rằng coi thường ở đây là gì? Bởi vì chúng ta sống gần một người mà chúng ta cẩn trọng thì nó rất là đặc biệt. Chúng ta thấy như là anh Thợ Mại Ngọc và Tỳ Khưu Tích Xá. Và Tỳ Khưu Tích Xá là một vị thánh A-la-hán, nhưng người vợ đó thì cũng đặt bát cúng dường. Nhưng mà người chồng thì cũng có đặt bát cúng dường cho ngài Tích Xá. Nhưng mà cái người vợ luôn luôn suy xét ngài không có phạm cái lỗi lầm gì. Trong khi đó thì người chồng lại vô tâm, có nghĩa là thờ ơ hơn cái vấn đề này. Nên khi mà bị mất viên ngọc vua mà đem tới để mài đó, mà bị con ngỗng hay con chim cù đèn mà nó nuốt viên ngọc đó, thì anh ta nghĩ rằng ngài Tích Xá ngài lấy viên ngọc đó. Và anh ta hành hạ cái Tỳ Khưu Tích Xá. Nhưng người vợ đó khuyên anh ta đừng có hành hạ ngài, vì suốt thời gian mà ngài tới đây nhận bát, ngài thọ thực đó, không thấy ngài có cái lỗi lầm gì. Thà là vua bắt tội mình, hay là bắt mình làm nô lệ, hay là hành hạ, hay là lưu đày mình, nhưng mà mình cũng không có cái khổ. Nếu mình phạm vào ngài đó thì khổ nhiều hơn. Nhưng mà người chồng không có tin như vậy. Người chồng coi thường, người chồng hành hạ ngài thì ngài Tích Xá. Và cuối cùng thì máu từ thân của ngài Tích Xá chảy ra, thì con chim này nó tới, con ngỗng này nó tới liếm máu và bị anh ta giận quá, anh ta đánh chết. Thì khi ngài Tích Xá ngài biết con ngỗng đó, và ngài hỏi con ngỗng nó chết chưa, và anh ta đã nói ngỗng chết rồi, thì ngài mới nói rằng ngài mới dây ra rồi ngài sẽ chỉ. Và ngài chỉ là con ngỗng nó đã nuốt cái viên ngọc đó, nhưng mà ngài không có thể nào nói, vì nói như vậy cũng giống như là giết con ngọc, ngỗng ấy chết. Nên ngài chịu bị hành hạ như vậy chứ ngài không có chịu nói. Ngài nói ngài không có lấy, như vậy thôi. Và cuối cùng thì anh ta khi mà thấy như vậy thì anh ta mới sợ hãi. Thì trong cái bài kinh Pháp Cú đó thì có nói đến cái nghiệp quả là gì. Một số thanh sanh thai bào, số sanh địa ngục, bậc thánh, số sanh về cõi trời, bậc thánh thì niết bàn. Thì nói đến ngài Tích Xá thì ngài niết bàn, người vợ thì sanh lên cõi trời, con chim cù đèn hay con ngỗng chết được sanh làm người trở lại, nhưng mà người chồng chết thì sanh vào địa ngục. Như vậy thì chúng ta thấy rằng mình gần một người nào mà mình không có dụng tâm á, mà mình phạm đến những cái bậc có giới đức á, thì rất là nguy hiểm. Còn khi mình cố ý có nghĩa là sao? Mình cố ý có nghĩa là cố tình mình làm thì đó, mình biết rồi, quả nặng rồi. Nhưng mà cái người mà bằng vô tâm á, vô tâm là cái gì? Vô tâm là mình không có chịu theo dõi đó,
Vô tâm ở đây là mình nói như là sống trong nhà mà không có, mà vô tâm với cái nhà là không có dọn dẹp, không có tu bổ cái nhà đó, thì gọi là vô tâm. Cái từ vô tâm mình hiểu là coi thường, sống trong nhà mà không có quan tâm gì cái nhà, hiểu vậy. Sống với người đó mà không có dùng tâm để mà tìm hiểu về cái người đó. Thì chúng ta hiểu như vậy thì một cái người mà họ vô tâm, họ xem thường như vậy, họ tạo quả không phải nhẹ đâu, nó còn nặng hơn. Nghĩa là giống như người ngu mà bốc lửa vậy đó. Trong kinh Ni Tiên Vấn Đáp cũng có thí dụ cái người ngu bốc lửa đó, bốc nó sẽ bị phỏng nặng hơn. Còn cái người mà họ có chuẩn bị đó thì họ bốc vô, họ thả liền, nó sẽ nhẹ hơn. Thành ra trong kinh Ni Tiên Vấn Đáp cũng có nói vấn đề này, có nghĩa là người mà biết đối tượng đó thì họ sẽ có cái cách mà thường thường mình thấy cái tâm nó cũng có vô trợ và hữu trợ, có nghĩa là do cái hoàn cảnh nào đó thúc ép quá mà người đó làm thì nó cũng vẫn là cái tâm hữu trợ. Còn một cái người mà làm với cái tâm vô trợ đó thì nó sẽ mạnh hơn, tự người đó không có cần suối hết thì người đó làm vẫn cho mạnh hơn. Thì như vậy á, trong kinh Ni Tiên Vấn Đáp có nói đến một cái người bốc cục lửa đó mà vô tâm á, thì không biết lửa là nóng nên cái sự phỏng nó nhiều hơn. Còn cái người mà họ có để ý đó thì họ bốc cục lửa nhưng mà không vì họ bốc mà nó bị phỏng nhiều hơn, tại vì họ có thể chính xác là họ thả ra mau, họ chỉ cách bốc mà không có bị phỏng nhiều, ví dụ như vậy. Cũng giống như vậy, như vậy thì chúng ta thấy rằng người đời thì họ có quan niệm như vậy, nhưng mà đối với Phật Pháp á, thì Đức Phật Ngài có nói cái đối tượng xúc phạm đó là cái đối tượng bậc thánh á, thì cái quả nghiệp cũng to lớn. Nhưng mà chúng ta thấy trong đó cũng nói đến cái đối tượng bậc thánh cúng dường cũng vẫn có phước lớn. Thì chúng ta hiểu cái đối tượng bậc thánh á, là cúng dường cũng có phước lớn, mà tạo tổn thương cho vị đó cũng bị cái nghiệp to. Nó như vậy đó quý vị. Thành ra nhiều khi mình hiểu rằng có những lúc mà Đức Phật nói ngọn lửa, cha mẹ là ngọn lửa, là mình nên không nên xúc phạm tới. Mình xúc phạm tới thì mình sẽ bị cái quả nghiệp nó thiêu đốt, nó địa ngục. Nên cái cha mẹ là ngọn lửa thì mình nên tôn kính, là ý nghĩa như vậy. Bậc thánh cũng là ngọn lửa, nhưng mà ngọn lửa bậc thánh là mình nên tôn kính, không có nên xúc phạm vào những cái vị có giới hạnh. Càng có giới hạnh chừng nào đó thì cái nghiệp quả mình càng nhiều chừng đó. Cũng như mình bố thí cúng dường vậy, hễ cái bậc thánh mà cao thì cái sự bố thí cúng dường đó cái phước nó to lớn, nhưng mình làm tổn hại người đó thì vẫn mang cái nghiệp quả nhiều hơn là như vậy đó. Bởi vì chúng ta hiểu đó là một cái mãnh lực mà đối tượng, rồi cái tâm của mình phạm, cái tâm một người phạm đối với bậc thánh thì cái đối tượng thí, tâm thí hay là vật thí mình cũng hiểu, và cái đối tượng phạm tội và cái tâm mình phạm tội và cái tội đó thì nó sẽ ba cái phần đó. Cái tội là cái tội gì, làm người đó bị đau khổ mức độ nào, làm người đó tổn thương. Cũng như mình nói bây giờ luật pháp mà quy định về một người làm tổn thương sức khỏe của người đó bao nhiêu phần trăm gì đó, thì nó thuộc về nhẹ, bao nhiêu phần trăm về bình thường, bao nhiêu phần trăm trở thành cái tội nặng, tổn thương người đó nhiều cỡ nào thì tội nó là thành tội nặng là như vậy. Thì ở trong cái câu thảo luận số 3 thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin gửi cái mic lại cho thượng tọa. Dạ. Sa cung kính trình thượng tọa Pháp Tân. Thượng tọa Pháp Tân ơi, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Pháp Tân còn ở trước máy, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận sau cùng. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa có nghe được không? Thượng tọa Pháp Tân, ở trong bài kinh này đó thì khi mà vua Ba Tư Nặc nêu vấn đề mà tại sao Đức Phật còn trẻ mà Ngài nhận chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì nếu mà thông thường như chúng ta thì chúng ta cố gắng chứng minh rằng một cái vị sa môn trẻ có những điều tốt này, có những thành tựu kia. Nhưng mà Đức Phật Ngài không nói về sự thành tựu hay là sự tốt đẹp của vị sa môn trẻ, mà Ngài ngược lại Ngài nói rằng có những cái hệ quả nghiêm trọng khi mà xem thường và đối với một vị sa môn trẻ chẳng hạn. Thì Thầy Học Tân nghĩ sao về điểm này, kính thỉnh ý kiến Thầy Tòa.
thì tòa pháp tân hoan hỷ cầm mic lại, thì tòa ở trong room không nghe được, xin thì tòa pháp tân hoan hỷ cầm mic lại. Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, con kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng trong room. Theo con nghĩ rằng bởi cái điều mà Đức Phật ngài xác định lại là ngài là chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, trong khi thì thay vì Đức Phật ngài nói thẳng ra đó là không có nên xem thường cái vị mà sa môn, tuy là còn nhỏ, ví dụ như về cái nhìn nhận mà nói rằng là trong khi cái tuổi đời của ngài so với lại các cái vị giáo chủ thì ngài nhỏ tuổi đời hơn so với lại những cái vị đó. Nhưng mà ở đây con nghĩ rằng Đức Phật ngài nói rằng không có nên xem thường bốn cái đối tượng, trong đó có cái việc mà gọi là không có nên xem thường cái vị sa môn nhỏ, thì có nghĩa là nói đến cái hệ quả ở trong cái đời sống rất là bởi vì một khi là mình tuy là những cái điều đó nó hết sức là đơn giản bình thường vậy thôi, nhưng mà nếu như mà mình đã xúc phạm hay là mình đã xem thường, gây ra cái xúc phạm đến những cái bậc đó, chẳng hạn như Đức Phật ngài không nói thẳng ra là ngài như vậy, không phải là ngài nói thẳng ra là không nên xúc phạm ngài, mà ngài chỉ nói rằng đối với một vị sa môn có những điều đó là thấy tuy nhỏ như vậy, tuy là một cái vị sa môn nhỏ như vậy thôi, nhưng mà cũng không có nên xem thường, bởi vì những cái điều mà mình không thể nói đó là cái khuôn mẫu đó là phải như vậy. Nhưng mà đối với Đức Phật thì ngài cho thấy rằng là tuy là những vị sa môn tuy trẻ nhỏ như vậy, nhưng mà rồi là những vị đó sẽ là một vị như là Đức Phật ngài nói là ngài xác định ngài là một vị chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đối với một người mà xem thường đối với các bậc thánh nhân chẳng hạn, những người đạo cao đức trọng chẳng hạn, thì cái hậu quả của nó rất là lớn, như vậy đó, thì cái bất lợi của mình giống như cái việc mà mình nói rằng trong kinh ví dụ là giống như cây ta la đứt đoạn, đứt cái ngọn nó đi thì nó không còn có cái cơ hội để nó mọc. Con nghĩ rằng khi mà xúc phạm đến thánh nhân thì cái chủng tử thiện nó bị mất đi, và khi đã mất đi thì nó không còn có cơ hội để nó sanh khởi đi lên được nữa. Và do vậy thì có những việc mình thấy bằng mắt thường, rồi mình nhận xét bằng những cái hết sức là đơn thuần, nhưng mà rồi đó thì sự thật ra đó nó cũng không có chính xác. Và khi mà mình có cái sự xúc phạm như vậy thì như là trường hợp như Phật nói rằng một vị sa môn trẻ tuổi, một vị sa môn trẻ tuổi, thì cái đó nó gây ra cái hậu quả rất là nhiều, rất là lớn. Không phải những vậy, đời này đời sau, trong đời sống luân hồi, rồi cái chủng tử thiện của mình á, nó bị mất đi dần đi, đó là cái sự tai hại rất là nhiều. Theo con nghĩ là như vậy, thì con sẽ chia sẻ cái suy nghĩ của con trong cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Sa thủ kính trình thượng tọa pháp tân. Thưa quý vị, câu trả lời của thượng tọa pháp tân cũng kết thúc bài học hôm nay về bài kinh tuổi trẻ. Trước khi dứt lời, chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một điểm nhỏ thôi, là khi chúng ta đi vào trong kinh điển, chúng ta nên cảm nhận một điều rằng cho dù chúng ta suy nghĩ từ góc cạnh này hay góc cạnh khác,
thì những cái gợi ý mà chúng ta tìm thấy ở trong kinh văn cho chúng ta những thức ăn rất là tốt về mặt tinh thần. Chúng tôi biết rằng có đôi khi nhiều người có cái ấn tượng rằng mình học kinh điển rất là khô khan, nhưng mà kỳ thật ở trong đó là cả một kho tàng, và nếu chúng ta biết khai dụng, nếu chúng ta biết tận dụng thì chúng ta sẽ có được những cái lợi lạc. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của trung Phật pháp Buddha Dhamma. Kính trên chư tôn đức đã vào rung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai này chúng ta có môn thắng pháp và vị giảng sư là Thượng tọa Từ Siêu. Cùng chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Thầy ạ. Sa thú, chúng con thành kính chư tọa giác đẳng. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt-tha-ya. Yang kim chi phu thà la ca mang ca pa pa ge ri ya ma mang ca ye na va cha ma na sa di da se su ca tang ca tang ye ta pa sa ni do a ti ye ya sa ta sa ni do ca tang gu nya pa lang mai an sa pe pa ki pa wan tu te ye tang ca tang su vi di tang din tang gu nya pa lang ma ya ye cha ta Ananjananti deva jantwa hiveta yung sape lokam hiye sata jivanta arane dukha manunyam pojanan sape lapandum tin hồi hướng phước lành mà các cùng pháp giới chúng sanh gọi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền tiền quá ban tròn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường thiên nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phúng hòa trị nhân sở Sapang subang galang kakan tu sapa devata sapa Nasoti on tu niron tarang o tu sapang subang galang kakan tu sapa devata sapa dhamma rupa ve Nasoti on tu niron tarang o tu sapa Sumangalang dakan tu sapa devata sapa sangha rupa vena soti ondu niron Tarang thiền công đức đã làm kết duyên lành giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niên thành chánh giác Thank you.
chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong